Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh, Hà Nội không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá trên Biển Đông. Trung Quốc đã phản pháo lại sự chống đối của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt cá mà Hà Nội gọi là đơn phương mới được Bắc Kinh ban hành hơn 3 tháng vào mùa hè. Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 11 tháng 5 tuyên bố rằng Việt Nam không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá vào mùa hè này của Trung Quốc ở vùng biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, vì các biện pháp này thuộc quyền hành chính của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn của ông Triệu Lập Kiên được đưa ra 3 ngày sau khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối quyết định đơn phương của Trung Quốc. Bà Hằng hôm 8 tháng 5 đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Lệnh cấm này được Bắc Kinh đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã lợi dụng sự tập trung của cộng đồng quốc tế vào đại dịch viêm phổi Vũ Hán để bành trướng trên Biển Đông. Tân Hoa Xã cũng cho biết lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm vừa được ban hành áp dụng cho vùng hải lý phía Bắc trên vị tuyến 12 của biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Hơn 50.000 tàu cá của Trung Quốc sẽ ngừng hoạt động trong thời gian lệnh cấm. Lệnh cấm đánh bắt cá này hàng năm của Trung Quốc trong năm nay bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8 ở vùng biển phía Bắc, trong phạm vi từ 12 độ vĩ Bắc đến vùng biển giao tranh, giao tiếp giao giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, một phần khu vực vịnh Bắc Bộ và bãi cạn Carport, theo tin từ truyền thông Việt Nam đưa tin. Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ tăng cường tổ chấp pháp giám sát 2-3 lần một ngày để bắt và xử lý phạt các trường hợp tàu cá bị coi là vi phạm. Đây là hình ảnh tàu hải giám của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong bài phát biểu, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không thể chối cãi rằng quần đảo Hoàng Sa là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển có liên quan ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước của Trung Quốc. Thực hiện theo lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa hè vùng biển có liên quan ở Biển Đông là một biện pháp hợp pháp của Trung Quốc để thực hiện các quyền hành chính và thực thi nghĩa vụ quốc tế có liên quan theo luật pháp, ông này nói. Ông nói thêm rằng biện pháp này có lợi cho việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Việt Nam không nên khuyến khích ngư dân của mình vi phạm các quyền lợi và lợi ích hợp tác cũng như hợp pháp của Trung Quốc và làm suy yếu sự phát triển bền vững của các nguồn lợi thủy sản. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hà Nội vào hôm 8 tháng 5 cho rằng ngư dân Việt Nam hoàn toàn có quyền đánh bắt cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo báo Tuổi Trẻ, Hội Nghề Cá của Việt Nam vào tuần trước đã gửi công văn tới Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ sở khác để kịch liệt phản đối hành động hết sức phi lý của Trung Quốc. Hôm 4 tháng 5, bà Lê Thị Thu Hằng cũng đã nói Việt Nam phản đối và cương quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển vào năm 1982, đi ngược lại tinh thần với lời văn tuyên bố về cách ứng xử của mỗi bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, viết tắt là DOC, trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hồi năm 2019, Trung Quốc cũng đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá tương tự, và sau khi lệnh này được dỡ bỏ 3 tháng rưỡi, Trung Quốc cho hơn 3.000 tàu cá của mình ra khơi, khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng. Đây là hình ảnh trả lời trên đài VTC được Đại sứ quán Mỹ đăng trên trang Facebook vào hôm 28 tháng 4. Đại sứ Daniel của Mỹ cho biết, Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng thời điểm các nước đang gồng mình chống dịch để thúc đẩy các hành vi phi pháp, khiêu khích tại Biển Đông. Tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay. Cùng lúc đó, vào tháng 8 năm 2019, tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc cùng một số tàu hộ tống đã quay trở lại vùng khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau một thời gian ngắn rút đi, đã khiến bầu không khí tưởng chừng đã bị dịu bớt giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã trở nên căng thẳng trở lại. Lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm được Trung Quốc bắt đầu đưa ra kể từ năm 1999. Lệnh này theo Trung Quốc là nhằm để bảo vệ các nguồn tài nguyên biển và môi trường sinh thái. Tuy nhiên, Việt Nam luôn phản đối và coi đây là lệnh cấm bất hợp pháp. Quyền đánh bắt cá đã trở thành một trong những vấn đề gây căng thẳng giữa Trung Quốc và một số quốc gia trong khu vực. Hồi năm 2019,
Tổng thống Philippines Duterte đã rút lại thỏa thuận miệng mà ông nói đã hứa với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hồi năm 2016. Theo đó, cho phép ngư dân Trung Quốc vào đánh bắt cá ở vùng biển có tranh chấp quanh khu vực bãi Cỏ Rong. Lệnh cấm đánh bắt cá vào năm 2020 của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông đã leo thang, khi Trung Quốc bị cáo buộc còn lợi dụng tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán để tăng cường các hoạt động tại vùng biển này. Ngay trước lệnh đánh bắt cá, Trung Quốc đã tiến hành khai thác tự nhiên ở Biển Đông, đưa tàu và máy bay tới diễn tập khánh thành hai trạm nghiên cứu ở đá Subi và đá chữ thập. Trung Quốc cũng cho đánh chìm tàu cá của Việt Nam và ra lệnh, ra quyết định nâng cấp đơn vị hành chính của quần đảo mà nước này gọi là Tây Sa và Nam Sa thành quận Tây Sa và quận Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa, nằm trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và một điều đặt ra là Việt Nam cần phải làm gì khi Trung Quốc cấm đánh cá đến giữa tháng 8? Đây là hình ảnh ba tàu hải cảnh của Trung Quốc uy hiếp rồi đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào hôm 2 tháng 4. Trao đổi với đài BBC tiếng Việt ở London từ Hà Nội vào hôm 4 tháng 5 năm 2020, tiến sĩ Trần Công Trục trước hết nêu bình luận về thực chất, bản chất của lệnh cấm đánh bắt cá mà ông theo là đơn phương của phía Trung Quốc. Vừa rồi, phía Trung Quốc có giao lệnh cấm bắt cá ở một tọa độ khoảng từ khu vực quần đảo Hoàng Sa trở về phía Bắc hàng năm. Đến khoảng tháng 5, Trung Quốc thường có một lệnh như vậy với lý do là để họ bảo vệ nguồn lợi hải sản, sợ đánh bắt cá cạn kiệt, không bảo vệ được hải sản. Đó là lý do của Trung Quốc. Nhưng theo tôi nghĩ, giống như mọi năm, phía Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh này, bởi vì đây là một vùng biển thuộc khu vực đánh cá truyền thống của ngư dân Việt Nam vẫn thường làm ăn hàng năm từ bao đời nay, trong đó có vùng biển ở quần đảo Hoàng Sa. Lệnh cấm đánh bắt cá này là lệnh cấm đánh cá đơn phương của Trung Quốc ở trong vùng biển thuộc chủ quyền của các nước khác, và thậm chí có những vùng biển đang có những vấn đề mà hai bên đang đàm phán để mà phân định. Nhất là vùng biển ở cửa Vịnh Bắc Bộ, nơi hai bên đang đàm phán, chưa có đường phân định cuối cùng. Đây là vùng có sự chồng lấn. Việc đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá ở một vùng rộng lớn như thế rõ ràng là một hành động trái với quy định của Công ước Luật Biển, trái với thông lệ quốc tế và đặc biệt là gây cản trở cho hoạt động làm ăn, sinh sống của ngư dân Việt Nam ở khu vực này. Cũng theo nguyên lãnh đạo Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam này, mặc dù trong nhiều năm qua, hàng năm Trung Quốc đều ban hành lệnh cấm nói trên, nhưng trong bối cảnh của năm 2020, động thái này có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đây là hình ảnh tàu cá của Việt Nam tại thành phố Phan Thiết vào ngày 2 tháng 5. Tiến sĩ Trần Công Trục nói tiếp, năm nào cũng vậy và chính phủ Việt Nam đều lên tiếng phản đối, còn năm nay họ làm là tiếp tục, nhưng nó diễn biến sau những sự kiện như chúng ta đã biết là họ tiến hành tập trận rồi hút chìm tàu cá của Việt Nam, ra lệnh quyết định nâng cấp đơn vị hành chính của quần đảo mà họ gọi là Tây Sa, Nam Sa thành quận Tây Sa và quận Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa. Rồi họ đưa các tàu nghiên cứu đi xuống phía Nam và hiện nay họ vẫn đang quần đảo ở khu vực ấy. Bây giờ lại ra quyết định này thì theo tôi đó là một sự tính toán chung của cái nhìn mà họ đang chuẩn bị cho một chiến dịch mới trong bối cảnh các nước trong khu vực cũng như quốc tế đang tập trung gồng mình để chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây rõ ràng là một hành động có tính toán của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay. Vậy giải pháp nào cao hơn? Khi được hỏi trước lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đưa ra lần này, đối với Việt Nam so với những năm trước, cần có động thái gì, có tính toán, đổi mới để thực sự có hiệu quả hơn trong đảm bảo lợi ích hợp pháp và chính đáng của mình hay không? Tiến sĩ Trần Công Trục nói tiếp. Đây là một vấn đề luôn được đặt ra và phải nói là rất cần thiết và cực kỳ khó khăn chứ không đơn giản chút nào. Bởi vì Trung Quốc luôn tìm mọi cách ra các lệnh và đồng thời dùng sức mạnh để đe dọa, ngăn cản, thậm chí bắn, húc hoặc đánh chìm tàu, hay thậm chí rồi bắt, giam tù, đòi tiền phạt, tịch thu tàu bè, ngư cụ, tài sản của ngư dân Việt Nam mà trước đó đã rất nhiều lần xảy ra như vậy, mà Việt Nam cũng đã có phản đối. Theo tôi, điều đầu tiên trước hết là Việt Nam phải tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa đối với các lệnh phi pháp này của Trung Quốc như trước đây Việt Nam đã làm. Thứ hai, đối với ngư dân, trong bối cảnh đó có những khó khăn và nguy hiểm mà ngư dân phải để ý, chứ không thể nhắm mắt mà làm liều được, cần phải trang bị cho ngư dân hiểu biết về an toàn và toàn bộ tính nhạy cảm của khu vực, làm đến đâu và làm chỗ nào thì cần phải có sự hỗ trợ của các lực lượng khác như cảnh sát biển, kiểm ngư và tổ chức thành các đoàn đừng đánh cá riêng lẻ để có thể sẵn sàng đối phó với những hoạt động phi pháp của Trung Quốc. Người ngư dân trong sự mưu sinh của người ta, vì đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam từ xưa đến nay, họ không bao giờ lùi bước cả. Tiến sĩ Trần Công Trục đã nói như vậy. Đây là hình ảnh
Hành trình của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc trên Biển Đông cho đến ngày 8 tháng 5 năm 2020. Hiện tàu này đang nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và một phần bao gồm vùng trồng lấn của Việt Nam khi di chuyển luôn được tàu hải cảnh số 4203 bám sát bảo vệ. Ông nói tiếp, nhưng tất nhiên không để xảy ra tổn thất về người và phương tiện gây ra những rắc rối thì cần phải có thêm sự tổ chức lớn mạnh hơn, rõ ràng các tập đoàn, các tổ, rồi cùng những lực lượng bảo vệ cụ thể. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, Việt Nam cần cung cấp các trang thiết bị thêm cho ngư dân như một số biện pháp nâng cao hơn để giúp họ tự bảo vệ, cũng như giúp đỡ cho việc đấu tranh pháp lý hiệu quả hơn, ông nói. Tôi nghĩ cần phải trang bị cho ngư dân các lực lượng khi làm ăn ở đó, có được những phương tiện cần thiết để ghi nhận lại tất cả những hành vi phi pháp của Trung Quốc khi họ ra đó bị bắt bớ hoặc bị hút chìm tàu mất hoặc họ bị đánh, bị thương thì phải ghi nhận lại vị trí tọa độ, hành xử ra sao để chúng ta có thể có những hồ sơ pháp lý khi cần thiết. Chúng ta kiện Trung Quốc ra các cơ quan tài phán về mặt dân sự cũng như mặt hình sự khác chẳng hạn. Ông nói tiếp, tôi nghĩ cần phải làm như thế, chứ nếu Việt Nam chỉ hô hào chung chung rồi ra đấy, không có ghi nhận bất cứ một bằng chứng nào cả, thì khi cần thiết đưa ra kiện là rất khó khăn. Và đặc biệt, tôi cho rằng cần phải xử lý rất khôn ngoan, cương quyết, nhưng rất kiên trì, chỗ này rất quan trọng, cho nên có thể phải sử dụng đến ngay cả bản thân lực lượng của những người đánh cá, trang bị cho họ những phương tiện cụ thể cần thiết và các phương tiện khác, như đã nói. Rồi các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, đấy là lực lượng chấp pháp của Việt Nam, họ có thể có quyền ra đấy để hoạt động về mặt dân sự, về mặt hành chính, còn đụng đến hải quân thì là phạm vi khác, tức là vi phạm lãnh hải, trong nội thủy, ở trong vùng lãnh thổ thì có thể dùng đến lực lượng quân sự. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2020 với bản tin Bắc Kinh, Hà Nội không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá trên Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.